Tập 5. Quý đệ, sao hả? Thu tiền chưa? Thu rồi. Thu rồi thì luyện. 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 Chúng ta đã đi Nam được 1.000. Đi Bắc cũng được 800 rồi. Rời khỏi quê nhà. Sao hả? Không phải là chuyện dễ. Không phải chuyện dễ. Ở trọ cũng cần tiền. Ăn cơm cũng phải có tiền. Không có tiền trọ, không có tiền cơm thì tính sao? Thì tính sao? Cũng phải tìm cách kiếm tiền. Đúng vậy. Hai chúng ta ai luyện trước đây? Ai luyện trước? Quên luyện trước. Tôi luyện trước. Vị đại gia này là... Ngươi là ma từ đâu chưa ra đây? Dám cả gan tới lãnh địa của tụi ta, khua môi muốn mép. Sao ngươi không tự lấy vũng nước soi lại bản thân mình đi? Hả? Đây là chỗ cho ngươi mãi nghệ sao? Ngươi đúng là ăn phải gan hùm mật gấu rồi. To gan vô cùng. Dám tới đây lừa gạt. Nè các huynh đệ, đánh cho ta. Ê khoan đã. Hả? Đây là chỗ thị tứ mà. À đúng rồi. Có phải là muốn so tài không? So tài đi. Lấy binh khí. Các huynh đệ, lấy binh khí ra. Tới đây. Lấy nhanh lên. Cái gì huynh đệ? À, cái gì huynh đệ? Cô lão, coi chừng lắm chừng chính đầy máu nha. Coi chừng đó. Không có bắt. Tránh ra. Trời ơi. Tránh ra, nhanh lên. Không muốn sống nữa sao? Tránh ra. Đi. Huynh đệ. Hả? Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Bắt đầu. Chạy đi. Ê, đuổi theo. Ba đuổi theo. Ba đuổi theo. Mẹ đứng lại. Đứng lại. Sao hai vị công tử lại tá túc ở đây vậy? Sư phụ à, chúng tôi đã xài hết lộ phí rồi, mong sư phụ giúp đỡ cho. Hai người từ đâu tới đây, muốn đi về đâu? Tại hạ là người lưu lăng, đến kinh thành ứng thí. Công tử gặp nạn đổ trạng nguyên từ xưa đã có, để coi ngày mai có nhà hảo tâm nào đến dâng hương không, tùy thuộc vào duyên số của hai người. Giải huynh à, tôi thấy dọc đường mãi ngày như vậy thật sự không có được. Hôm nay nếu không nhờ chúng ta chạy nhanh chắc là chết rồi. Kỳ thi sắp tới rồi, không có phương tiện, dù sao cũng phải tìm cách chứ. Cũng phải, phải tìm cách kiếm chút tiền. Tôi đã có một cách này. Ông cao niên tuổi trẻ vậy mà biết coi bói theo chữ, có ma mới tin. Bán thần tiên, khẩu khí lớn quá, chắc chắn sẽ thao bản hiệu quán. Đi, kệ đi. Hai vị bên già hôm nay không làm việc sao? Không lẽ mặc như vậy thì không thể làm việc được sao? Mặc như vậy cũng có thể làm việc mà. Bên già cực quá, cực quá. Người ta thường nói buồn ngủ thì gặp chiếu manh. Huynh nhìn đằng trước kia, có một tiên sinh coi bói kìa, vô trọng coi thử đi. Vậy thì hay lắm, bán hắn vừa đọc đi. Đừng có gấp mà, nóng lòng không làm được chuyện lớn đâu. Chúng ta cứ theo dõi hắn một lát, coi hắn có linh nghiệm hay không. Được, đi coi sao. Tránh ra. Nước chảy qua cầu, ô là la. Hôm nay lại tới nhà lão lão. Bán thần tiên. Ê. Ê. Hả?
ngươi từ đâu chui ra vậy? Tại hạ là đích truyền đời thứ 8 Huyền Môn. Đời thứ 8? À. Coi chữ chính xác không? Nếu không chính xác, không lấy phân tiền nào, coi như nói đùa. Được. Vậy thì viết một chữ, ngươi coi giùm ta. Được. Nếu coi không chính xác, ta tháo bằng hiệu của ngươi đó. Cứ việc tháo xuống đi. Chữ này là một chữ đẹp, nhưng mà lùm cỏ tùm che khuất ánh sáng. Tuy có một mặt trời khác, nhưng đã bị bàn tay thô án ngữ. Mấy ngày tới lão huynh ắt có bất trắc. Có cách nào tránh không? Nhìn sắc mặt của huynh ảm đạm lu mờ, ấn đường tối đen, chữ do huynh viết run rẩy không lực. Tôi đoán trong vòng 2 ngày huynh ắt gặp một nạn. Ê, nói cái gì? Cả gan nguyền rủa ta sao? Trò chơi văn tự, tin thì có, không tin thì không. Xem ra cũng có chút khả năng đó. Tiên sinh, vừa rồi tôi nói năng lỗ mãng, xin thông cảm. Ông có thể coi giùm tôi thêm một chữ nữa không? Thôi, huynh cầm lại đi, tôi coi không linh. Không linh hả? Mất công lát nữa lão huynh lại xót bủa nữa. À nè, tôi có thiếu gì tiền. Tiên sinh à, coi thêm một chữ đi hả? Coi giùm một chữ nữa đi. Viết thêm một chữ đi. Ê trời ơi, đây vẫn là một điềm gỡ. Thiên là nhị và nhân. Chuyến đi này ắt có 2 người, một người gặp nạn, một người ắt bị liên lụy. Chữ này kết hợp với chữ vừa rồi, vẫn là trong vòng 2 ngày ắt sẽ có một nạn. Tiên sinh à, có cách nào tránh không? Cách tránh thì có đó. Đó là 2 ngày này ông đừng bước ra đường, ở yên trong nhà đi, bảo đảm bình an vô sự. Đa tạ tiên sinh. Đa tạ tiên sinh không nữa, lại lên địa dữ sao? Đi tránh ra, tránh ra, coi cái gì mà coi. Hắn hả? Hả? Coi có linh nghiệm không vậy? Hắn không, không linh thì tôi đâu có đưa tiền cho hắn. Tôi đã hỏi thăm rồi, tin bán thần tiên này coi bói cũng linh lắm. Hay là chúng ta nhờ hắn một thế nào? Lỡ như tin đi coi bói này và tin bán tiên đó lại đồng bọn thì sao? Đâu đồng với bằng kệ cho chúng ta coi thì sao? Vậy thì tính sao đây? Thành thật không cả nhiều, 7-8 tháng sau cũng không phiền nữa. Lát nữa thì tìm một người thử hắn coi sao, được không? Đúng, vậy thầy huynh. Ê nè, người kia. Người nào? Lão già đó kìa, đeo cái túi vải đó. Lão già đeo túi vải đó. Nhờ ổng sao hả? Được, nhờ ổng đi. Nhờ ổng đi. Ông lão, ông qua bên kia nhờ bán thần tiên đó coi bói đi được không? Thôi đi, tôi không có dư tiền, tôi còn không có nhã hứng đó, tôi có việc gấp. Ông lão nè, đi coi bói đi, tốn chưa tới 1/10, số còn lại thưởng cho ông đó. Vậy còn nghe được. Đi. Đi, mau lên. Mau. Là Triệu đại gia phải không?
Tiên sinh coi bói, tôi và ông không quen không biết, cũng không thân không thích, sao ông biết tôi họ Triệu vậy? Tại sao tôi biết thì không hề quan trọng. Quan trọng nhất là tôi thấy khí sắc của ông là ngũ dương không thịnh, chắc chắn trong nhà có người bệnh. Nếu tôi nói không sai, có lẽ nhà ông ở thôn Bắc, ông tới đây hút thuốc. Trời ơi, ông đúng là ban thần tiên. Không giấu gì ông, nhà tôi đúng là ở thôn Bắc. Tôi tới đây để hút thuốc cho phu nhân. Quý phu nhân tuổi gì vậy? Còn quý phu nhân gì, hèn, tuổi tuất đó. Nếu tôi đoán không lầm thì có lẽ Triệu đại gia mạng kim, quý phu nhân là mạng mộc, kim khắc mộc, ông đang khắc phu nhân của ông đó. Hả? Ê, đường sinh mạng dài, đường tình ngắn. Vậy tính sao? Ban thần tiên tôi cầu xin ông, xin ông chỉ giúp tôi con đường hóa giải được không? Số mạng đã có, ác sẽ có. Số mạng không có, đừng cầu xin. Bán thần tiên, chỉ cần ông đưa được chỉ lối, nén bạc này sẽ thuộc về ông. Thôi được rồi, niềm tình ông có lòng thành như vậy, tôi sẽ giúp ông phá giải. Bán thần tiên cứ nói. Phu nhân của ông mạng mộc, phí đông giáp ức mộc. Nếu ông không muốn khắc phu nhân của ông thì phải đi về hướng đông. Ở phía đông có một nơi không xa, có lẽ có một hiệu thuốc Nhân Hòa. Thuốc ở đó công hiệu lắm. Ông hút vài thang mang về uống, không đầy một tháng, chắc chắn phu nhân của ông mạnh khỏe như trâu đó. Được, đa tạ ban thần tiên, đa tạ ban thần tiên. Hay quá, hay quá. Tiên sinh coi bói này hay quá. Sao ông biết lão già đó họ Triệu? Sao ông biết lão già này ở thuộc Bắc vậy? Càng hay hơn là sao ông biết lão già này đi hốt thuốc cho phu nhân vậy hả? Ông hay thiệt đó. Thần tiên xấu. Triệu đó không sai đâu. Không sai chứ lão. Tiên sinh à, coi bói dùng. Được, mời. Không phải người này, là lão già của chúng tôi đó. Lão già? Đi thôi. Nè. Nè, sao vậy? Tôi có phạm tội gì đâu, sao lại bắt tôi tới nha môn để làm gì? Không phải bắt, là mời. Đi coi bói cho đại lão gia tri phủ của chúng tôi đó. Đại lão gia tri phủ của ông coi bói gì chứ? Là coi chữ hỷ cho phu nhân của ông ta. Nè, đã dẫn người tới rồi hả? Dẫn tới rồi. Được, đi thông báo dùm đi. Để tôi thông báo cho lão gia ha. Được. Đại nhân. Đại nhân. Họ đã phụng mệnh tìm được một tiên sinh coi bói trẻ tuổi. Một kẻ trẻ tuổi làm sao biết mệnh số tương thuật? Họ nói là bán thần tiên khó khăn lắm mới tìm được. Bán thần tiên? Dạ, bán thần tiên. Họ đều nói là linh nghiệm vô cùng. Họ đang canh chừng ở ngoài. Lão gia, ông đợi một lát, nô tài lập tức đưa bán thần tiên vào đây cho ông. Khoan đã, đi gọi hết tiểu thư, phu nhân và thái thái trong phủ ra đây cho ta. Đại nhân à, mời nhiều phụ nữ như vậy để làm gì chứ? Đừng hỏi nhiều lời, bổn phủ ắt có lý do. Người không mau đi đi. Dạ. Thằng quan phát tài. Thằng quan. Đi, dạ trong gian lên. Sao lại đối xử tiên sinh như vậy chứ? Đi. Đi. Dạ, tiểu nhân khấu kiến tri phủ lão gia. Mời. Đa tạ tri phủ lão gia. Người biết còi bói? Biết được đôi chút. Người còn biết còi tướng? Biết được chút thôi. Trước mặt bổn quan, người cũng khiêm tốn lắm, hả?
Bổ quan không cần các khiêm tốn đó của người. Người cho bổn lão già trước đi. Coi cho ta trước đó.